chào mọi người cùng quay trở lại với kênh Phước Sửu Realtor. Và hôm nay một siêu phẩm mà Phước Sửu muốn mang đến quý anh chị đó là một căn biệt thự tại giảng Zai Gai Nhà Bè. Một siêu phẩm mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là một căn biệt thự đơn lập với diện tích là 12,5 nhân cho 20. Và diện tích xây dựng của căn biệt thự là ngang 8 dài 15 và được thiết kế gồm 1 trệt 2 lầu áp mái. Và bây giờ là Phước Sửu cùng với mọi người di chuyển vào bên trong căn biệt thự này để ngắm nhìn căn biệt thự này bố trí như thế nào, phù hợp hay không và tiện ích như thế nào nha. Rồi bây giờ mình lấy gao mình vào bên trong thôi nào. Vừa bước vào bên trong, phía bên tay phải của quý anh chị đó là một cái gara xe hơi, và phía bên tay trái thì chắc ăn là sẽ có thiết kế một cái không gian gọi là phòng khách. Còn phòng phía sau thì khá rộng rãi rồi, rất là nhiều khách hàng thì có thể là thiết kế phòng khách ngay tại đây. Rồi một gian phòng bếp phía bên tay phải khá rộng rãi, và một cái view trực diện của cái căn này khá đẹp luôn cả nhà. Nhìn về ôm trọn luôn là clubhouse, và phía bên tay phải là một cái công viên mùa hè đa màu sắc luôn. Ở đây thì có nhiều loại sắc hoa khá đẹp. Và bây giờ mình lướt qua lại nhìn sơ qua vào bên trong cái cách bố trí của căn nhà nha, khá rộng rãi luôn. Ở đây thì tùy thêm mỗi nhà sẽ có một cái cách bố trí khác nhau, và đặc biệt ở đây thì cửa kính gọi như là bốn bên luôn, mặt nào cũng có cửa kính nên tạo ra một không gian của căn nhà cực kỳ thoáng mát. Rồi bây giờ mình cùng di chuyển lên lầu 1 nào. Đây mọi người nhìn sơ qua về các công viên mùa hè này nhé. Đây là một công viên cát dành cho trẻ em nè, có những cái máy tập và thể dục nè, chạy bộ nè, lối chạy bộ riêng biệt, và đặc biệt ở đây cây xanh thấp và cao tầng, có khá nhiều loại hoa mà dự án này là đem đến một màu sắc mới mẻ cho một cái khu GS Hàn Quốc ở Nhà Bè này nhé, khá đẹp luôn. Và bây giờ mình vào bên trong lầu 1 đi. Bước lên lầu 1 thì trước mắt mọi người là một cái không gian gọi là ở đây là cái phòng thư giãn, phòng thư giãn ở ngoài trời, và phía bên tay trái là một phòng master bedroom. Với cái phòng master bedroom này mình bố trí một cái căn một cái phòng ngủ khá rộng luôn, và view trực diện nhìn về hướng đông. Và mình bước qua cái gian phòng ngủ thứ hai. Cái gian phòng ngủ thứ hai này khá đẹp nha quý anh chị ạ. Ở đây thì mình tất nhiên rồi, và với cái toilet rộng như vậy thì mình có thể là bố trí bồn tắm nằm luôn tại đây, phòng master xông hơi, và một cái tầm view khá đẹp luôn cả nhà, nhìn thẳng trực diện về hồ bơi và clubhouse luôn, công viên mùa hè ha. Xung quanh thì cửa kính rộng rãi, thoáng mát, và đưa gió ánh sáng vào từng khu nhà. Thì nói đến chủ đầu tư GS Hàn Quốc cho ra 350 hecta của dự án Zai Gai Nhà Bè trở thành một cái khu dân cư đẳng cấp tại Nhà Bè. Và bây giờ là bắt đầu mình lên cái tầng thứ hai thì cũng như vậy thôi, thiết kế được cả hai phòng ngủ trước và không hai phòng ngủ sau, và ở trên thì áp mái đã đổ bê tông luôn rồi, rất đẹp luôn ạ. Ở đây thì mình có thể là thiết kế được một cái giống như là cái phòng với cái trần cao, mà mình không cần làm thạch cao, mà ở đây thì mình có thể tận dụng những cái khối bê tông như vậy, thì mình sẽ làm một cái gam màu khá thoáng và một cái bầu trời bên trong của căn nhà, bầu trời ảo cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn ra cái tầm view của cái căn này, gọi là tầm view triệu đô cả nhà. Một cái lớp hậu khá đẹp, từ đây thì tầm khoảng 5 đến 10 bước chân thì quý anh chị có thể là chạm vào những tiện ích free cho cư dân luôn, hồ bơi, sân tâm nít, rồi là những cái phòng rượu dưới đất, rồi là có rất là nhiều cái tiện ích. Đây bây giờ mình sẽ vào bên trong, vào cái tầng 2 để mình xem cái căn phòng ngủ thứ tư sẽ bố trí như thế nào ha. Rồi ở đây thì với cái căn phòng ngủ này thì mình sẽ thiết kế được 4 phòng ngủ, và cầu thang di chuyển từ tầng 1 lên đến tầng 3 thì mình có thể thiết kế theo nhiều loại khác nhau, có thể kết hợp những cái đá đổi màu và làm cho không gian trở nên thoáng mát hơn. Để có nhiều thông tin hơn về căn biệt thự đơn lập này thì quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.